kính chào quý cô chú anh chị ha. Hôm nay em lại trở lại kênh của Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay em xin giao lưu một số mai xuân Sài Gòn và một số mai giáo hương rất dạ mùi nha cô chú anh chị. Và cây đầu tiên em xin giao lưu đây là một cây xuân bông Sài Gòn à. Đây là cây mã 1B nha mấy anh chị. Chiều cao là 45 ạ. Bán ngang là 40 ạ. Cái hoành cũ là 13 luôn, 13 rưỡi luôn nha cô chú anh chị. Đó. Có củ đế đàng hoàng hết ha. Nút nụ rất là nhiều luôn ha. Đó. Cái này em xin giao lưu đó, giá là 220.000 bao hết vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ rồi, cái tiếp theo là cây 2B luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 40 luôn ạ. Tán ngang là 41 ạ. Cái hoành đế của nó là 70 nha cô chú ơi. Đây nó có cái cục ở sau đây nữa ha. Cô chú anh chị mình thấy ha. Đó. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 200.000 bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi Tết luôn ha. Cô chú anh chị nào mà hợp nhãn loại nào á thì cứ liên hệ với số điện thoại của em nha. Dạ rồi, tiếp theo là cây 3B. Cao là 47 ạ. Tán ngang là 35 luôn ạ. Hoành cũ là 17 luôn nha cô chú anh chị. Cái hoành cũ này quá đất rồi cô chú anh chị ơi. Quá trời đẹp rồi. Nút nụ thì khỏi phải chê luôn hen mấy cô chú anh chị ơi. Cây này em xin giao lưu là giá là 220.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha. Đây là một cây siêu vật. Tiếp theo là cây 4B nha cô chú. Cao là 52 luôn ạ. Tán ngang là 43 nha. Cái hoành cũ là đế quái luôn nha cô chú anh chị ơi. Để cám ở ngoài rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, cái này em xin giao lưu là giá cũng là 230.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo là cây 5B luôn nha cô chú anh chị. Cao là 59 luôn ạ. Tán ngang là được 36 luôn. Đây, cái hình củ bị lắp ở dưới rồi ha cô chú anh chị. Nhìn nè, nhìn cái củ nó bị lắp xuống dưới rồi ha. Đó, mình về mình moi cái hình củ này lên. Đó, mình thay cái chậu mới là đẹp lắm nha cô chú anh chị ơi. Cây nào cây nấy nút nụ được chuyển sang màu mở gà hết rồi nha cô chú anh chị. Dạ, cây này xin giao lưu là giá là 240.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Đây là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha. Tiếp theo là một cây 6B, một cây lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Cao là 39 luôn ạ. Tán ngang là 37 luôn nha cô chú anh chị. Đây là một cây hình thú luôn nha cô chú anh chị ơi. Một cây hình thú luôn nha. Đây là cái hoành cũ, cái hoành đế của nó là 8 luôn nha cô chú anh chị. Nè, đó, anh cô chú mình thấy không? Đây hình thú nha, đây có chân luôn nha, cái này mặt đi lên luôn nha cô chú anh chị. Đó, một cây này da em xin giao lưu giá là chỉ có 201 thôi. Em bao với đồng chuyển toàn quốc luôn ạ. Là cây 2T. Cao 50 luôn ạ. Tán ngang là 38 luôn ạ. Cô chú anh chị xem mình cái củ hay cái củ này là củ quái luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này hàng già mùa lắm rồi ha. Nên cái củ nào củ nấy rất là to luôn nha cô chú anh chị. Đây hoành củ là 19 18 rưỡi thôi ha. À, còn cái hoành đế nè. Hoành đế là cũng 7 rưỡi luôn nha cô chú anh chị. Nút nụ khỏi chê ha. Cây dáng tròn đều luôn hay cô chú anh chị ơi. Để quay một vòng cho cô chú anh xem ha. Đó. Dạ cây này em xin giao lưu giá cũng là 300.000 bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo em xin giao lưu thêm một lô dảo thủ đức già mùa nữa nha cô chú anh chị. Đây là một cây dảo thủ đức này khoảng 6 năm rồi ha, 4 năm, 6 năm rồi ha. Dạ, cây này cây là
một cây, là một cây một tê nha. Cao là 56 ạ. Tán ngang là 43 luôn ạ. Sẽ ra coi cô chú coi cái hoành củ nè. Hoành củ này quá trời bự luôn nha cô chú anh chị ơi. Hoành củ là 16 nha. Đây cái hoành đế nha. Ta có hoành đế cho cô chú. Cái hoành đế là 7,5 luôn ạ. Nút nụ thì chi chết luôn nha cô chú anh chị. Đó. Hàng nhà em là bao nút nụ cho cô chú anh chị mình chơi tết luôn nha. Dạ cây này là giá là em xin giao luôn là giá là 300.000 em bao tiếp toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi tết luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo là em xin giao lưu thêm một lô giả hũ rất dạ mùa nữa hay cô chú anh chị. Dạ cái lô này của em là được khoảng 6 mùa hơn rồi hay cô chú anh chị ơi. Một cây rất là chi tàn, rất là dày đặc luôn ha. Nút nụ thì rất là nhiệm bay cho anh chị mình chơi tết luôn ha. Cây thì đã già mùa lắm rồi nha cô chú anh chị ơi. Đó, củ đế thì cũng rất là đẹp luôn nha cô chú. Cô chú anh chị nào mà hợp nhãn á thì liên hệ với số điện thoại 0392979927 nha cô chú anh chị ơi. Dạ. Chiều cao của cây này là cao là 60 luôn ạ. Tán ngang là 50 luôn ạ. Cao 60 ngang 80. Dạ cái hoành củ. Cái hoành củ của nó là 15 nha cô chú anh chị. Còn cái hoành đế nó là 8 luôn ạ. Dạ cây này em xin giao lưu giá là 500.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn cho cô chú anh chị mình chơi tết nha. Dạ tiếp theo là một cây 2H cho cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 65 luôn ạ. Tán ngang của nó là 48 luôn nha cô chú anh chị. Đây là sát gốc ở dưới cho cô chú anh chị mình xem ha. Sát gốc ở dưới là được 19 luôn nha cô chú anh chị. Còn cái hoành thân của nó trên đây, hoành thân ở trên đây của nó là được 8,5 luôn ạ. Dạ, nút nụ thì rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nè, đó, chi tàn thì rất là dày đặc luôn cho cô chú anh chị ơi. Đó, rất là nhiều nụ luôn ha. Mai nhà em thì em bay cho cô chú anh chị mình nút nụ mình chơi tết luôn ha. Dạ cây này em giao lưu giá cũng chỉ có 500.000 em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Cuối clip á, kính mong cô quý cô chú anh chị và ủng hộ qua nhà vườn của em ạ. Dạ số Zalo của em là 0392974927 cũng là số điện thoại của em luôn nha cô chú anh chị. Dạ kính mong cô chú anh chị ủng hộ thiệt là nhiều nhiều cho em nha.